Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sao chép link Zalo nha, hay là lấy cái link Zalo nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Bước đầu tiên thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Zalo này. Rồi thì sau khi các bạn vào ứng dụng Zalo rồi thì các bạn bấm có một cá nhân nha, có một hình đầu người này ở góc dưới bên phải màn hình này, các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm có một xem trang cá nhân. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm có một ba chấm ở góc trên bên phải màn hình chỗ đây nha, các bạn bấm vào. Rồi sau đó các bạn bấm có một mã QR của tôi. Rồi bước này các bạn bấm tải xuống nha, các bạn bấm tải cái tấm hình mã QR này về máy nha. Sau đó để lưu thành công này. Rồi vậy là mình đã lưu cái tấm hình mã QR này về máy rồi. Bước tiếp theo các bạn vào cho mình cái ứng dụng Chrome nha. Rồi thì sau khi các bạn vào ứng dụng Chrome rồi thì các bạn bấm có một tìm kiếm hoặc nhập URL này. Sau đó các bạn nhập cho mình cái trang web này nha, là web qr.com nha. Rồi thì sau khi các bạn ghi web qr.com rồi thì các bạn bấm vào đi cho nó vào cái trang web này nha. Thì sau khi nó đã vào cái trang web này rồi thì các bạn bấm có một máy ảnh đây này, hình cái máy ảnh đây nha, các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm có một chọn tệp. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm có một thư viện ảnh nha. Sau đó các bạn chọn cái tấm hình cái mã QR hồi nãy các bạn tải về á. Đây. Sau đó các bạn bấm vào chọn nha. Rồi thì sau khi các bạn đã thêm cái tấm hình mã QR ở đây á, thì nó đã xuất hiện cái link Zalo của mình rồi nè. Đây nha. Bước này các bạn bấm giữ vào. Rồi sau đó các bạn bấm vào sao chép đường liên kết nha. Rồi ok, vậy là mình đã sao chép thành công cái link Zalo của mình nha. Bây giờ các bạn có thể gửi cái đường link này trên Messenger này, Facebook này, các bạn chia sẻ đường link này cho người khác. Ví dụ như vậy nha. Nói chung là tùy mục đích của bạn nha. Thì bây giờ ví dụ như mình sẽ gửi lên Messenger đi, mình gửi cho một người bạn của mình đi. Mình bấm giữ vào này. Và các bạn bấm một hai lần thì nó để chữ dán này, các bạn bấm vào dán. Sau đó bạn bấm vào gửi cho họ nha. Đó. Rồi ok, vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách sao chép hay là lấy cái link Zalo của mình trên điện thoại nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.